Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel Thị Vợ Audio. Thì hôm nay thì mình làm clip để mình chia sẻ cho mọi người đôi chút về tính chất của thùng loa và phần mút tiêu âm. Thì có người kêu là thùng loa chúng ta dùng để cho nó cộng hưởng, nhưng là có bạn kêu là ủa cộng hưởng nhưng mà lại sao lại cho mút vào để cho nó tiêu âm. Nghe nó hơi nghịch lý đúng không mọi người? Nghe nó có gì đó sai ha. Thì ok, thì mình sẽ giải thích sơ qua để cho chúng ta sẽ nắm rõ hơn về cái hoạt động của thùng loa cũng như mút tiêu âm. Nói về thùng loa để cộng hưởng là đúng là mọi người ha. Rồi, nói về mút là dùng để tiêu âm, nhưng mà thực chất ra mút, nói về theo một cái nghĩa bóng khác thì mút nó còn được dùng để mà cộng hưởng âm thanh. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái cụ loa. Thì thông thường một chiếc loa thì sẽ bao gồm cụ loa bát và cụ loa chép. Thì cụ loa chép thì chúng ta sẽ không có quan trọng tới vấn đề thùng, nó không chịu ảnh hưởng cái thùng đó, mà nó chịu ảnh hưởng ở đó là cái họng đó. Cái họng nó giúp cho định hướng và cộng hưởng âm thanh, là cái họng chép không mọi người ha. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ tạm thời gác cái tép qua một bên, bởi vì nó không liên quan đến vấn đề cái thùng. Liên quan đây là liên quan cái cụ bát thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái cụ bát. Thì thông thường một cái cụ loa khi phát ra âm thanh thì nó sẽ phát ra mặt trước và mặt sau. Cường độ âm thanh này kia cũng tương tự đều như nhau, đều gần bằng nhau mọi người, mặt trước và mặt sau. Ví dụ như mặt trước nó sẽ là dương và mặt sau thì nó sẽ là âm. Thì khi âm thanh phát ra một khi mà mọi người, thì mặt sau nó sẽ dồi âm thanh vào cái phần thùng này, và khi đó nó sẽ cộng hưởng với thùng, nó sẽ vòng, sau đó nó sẽ đưa ra ngoài. Thì cái mút tiêu âm lúc này mình có nói với mọi người là mút tiêu âm dùng để cộng hưởng là như thế này. Cộng hưởng có nghĩa là khi mà phần phía sau của loa nó cho ra âm thanh, nó đưa vào thùng, khi đó mút nó sẽ giúp là triệt tiêu lại bớt âm thanh, không để âm thanh đưa ngược về mặt trước quá nhiều. Khi mà âm thanh đưa về mặt trước quá nhiều thì âm thanh nó sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau. Đó, nó sẽ làm cho âm thanh, chất lượng âm thanh nó sẽ giảm đi, cường độ âm thanh nó sẽ bị giảm đi. Và cái thứ hai nữa là cái chất âm nó cũng sẽ bị giảm đi, không đúng với ý của nhà sản xuất. Cho nên là họ sẽ dùng mút để họ sẽ triệt tiêu một số nào đó. Đó, chứ họ không thể triệt tiêu hoàn toàn được, tại vì có nhiều vấn đề âm thanh, có nhiều cái tần số cần phải cộng hưởng rồi đưa ra ngoài để cho nó cộng hưởng với nhau, để cho âm thanh nó tạo lên thêm một sự phong phú và cái chất âm vừa với cái ý muốn của nhà sản xuất. Thì đó là cái vấn đề mà tại sao mút có mút tiêu âm. Ví dụ như có một dòng loa thì cũng có cao su, rồi là có những dòng loa thì không có mút, không có cao su, nhưng lại được thiết kế theo kiểu một cái hình âm học, theo kiểu một dạng nào đó ở trong thùng loa này, giúp để triệt tiêu bớt âm thanh, nó không để phần âm thanh âm ở trong này đi ra ngoài quá nhiều. Thì đó là cái vấn đề của thùng loa và mút tiêu âm. Thông thường thì thùng loa thì được làm bằng từ gỗ ép. Thì có một loại, có một số dòng loa thì cũng được làm bằng gỗ nguyên khối, như một số dòng high-end này kia thì cũng rất nhiều dòng được làm bằng gỗ nguyên khối. Rồi có một số dòng thì cũng được làm bằng nhựa này kia. Nói chung là tùy vào cái mục đích sử dụng mà nhà hàng muốn đưa ra thôi. Khi nhà hàng đặt mút tiêu âm vào rồi, sau đó là cho cụ bát, cụ chép này kia vào rồi, sau đó nhà hàng sẽ đo đạc rồi tham chiếu, cho ra một cái phổ tần. Rồi sau đó khi đó nhà hàng mới bắt đầu là làm phân tần, chứ không phải là làm phân tần này kia xong xuôi rồi khi đó rồi mới là cho cụ loa vào. Đó, thì cái đó thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Rồi ok, thì mình sẽ dừng clip vào đây. Thì nếu mọi người thấy ok, thấy hay thì cho mình một like, share, subscribe. Chào mọi người.